Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Xe Đời Sống. Và vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, Mitsubishi đã ra mắt phiên bản Triton Athlete với hai cấu hình dẫn động là cầu sau và hai cầu để thay thế cho phiên bản Premium trước đây. Và đây là cái phiên bản Triton Athlete đang đứng bên cạnh mình ngày hôm nay. Và trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu những cái thay đổi trên phiên bản Athlete so với cái phiên bản trước. Ở tổng quan thiết kế thì Mitsubishi Triton Athlete vẫn giữ nguyên cái thiết kế phần cứng của Triton thế hệ thứ 5, nhưng chiếc xe này đã có thêm một số cái trang bị để giúp nó trở nên thể thao và hầm hố hơn. Còn những cái trang bị đó là gì thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết nó. Ở phần đầu xe chúng ta có thể thấy Triton Athlete được trang bị cái bộ lưới tản nhiệt phía trước được sơn đen hoàn toàn. Trên phiên bản Premium trước đây á thì cái phần lưới tản nhiệt này sẽ được sơn màu chrome, và bên phần cản dưới của xe cũng được sơn đen với cái điểm nhấn là thanh ngang được sơn màu bạc. Thì cái chi tiết sơn đen này nó đã giúp cho cái phần đầu xe của chiếc Triton phiên bản Athlete này nó trở nên nó mạnh mẽ hơn. Chiếc xe thì cũng được trang bị cái cụm đèn LED tương tự như trên phiên bản Premium trước kia, và bên dưới là phần đèn sương mù với cái công nghệ đèn halogen. Ở phần thân xe nó nổi bật với cái phần ốp viền hốc bánh xe cùng với cái bộ mâm xe được sơn màu đen hoàn toàn. Trên cái phiên bản Premium á, là cái phần viền hốc bánh xe này nó sẽ được sơn cùng cái tông màu với cái màu thân xe, làm cho chiếc xe nó trở nên nó đơn điệu hóa quá. Và cái phần mâm xe này là bộ mâm 18 inch được sơn màu đen, và nó có cái thiết kế tương tự như thiết kế trên cái phiên bản Premium. Và với việc sơn đen cái dàn chân cũng như là cái phần ốp viền hốc bánh xe, nó giúp cho chiếc xe nó trở nên nó cao ráo hơn. Ở trên cái phiên bản Premium trước kia là phần ốp gương cũng như cái phần bệ bước chân cũng có những cái chi tiết nó được mạ chrome, nhưng trên phiên bản Athlete này thì tất cả đều được sơn màu đen. Nhắc tới Triton Athlete thì không thể mà bỏ qua cái chi tiết bộ tem Athlete này. Thì cái bộ tem Athlete này được trang trí từ phần cửa trước kéo dài cho đến phần đuôi xe. Cái bộ tem này nó là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó giúp nổi bật chiếc xe khi mà chúng ta di chuyển bên ngoài. Và ở phía sau đây cũng có thêm cái logo Triton Athlete để dễ dàng phân biệt được cái phiên bản Athlete với những cái phiên bản khác. Trên phiên bản Premium trước kia thì chiếc xe không có cái thanh trang trí trên phần thùng sau như thế này. Thì trên cái phiên bản Athlete này, cái trang bị tiêu chuẩn cho cả hai cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động hai cầu đều được trang bị cái phần thanh trang trí được sơn đen như thế này. Ở phần đuôi xe thì cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với phiên bản Premium trước kia, ngoại trừ cái phần cản sau được sơn đen, phần viền thành cốp xe cũng như là cái phần tay nắm mở cái phần cốp xe được sơn đen. Ngoài ra thì cái chi tiết logo Athlete ở đây, trước kia thì nó sẽ là logo Premium, nhưng mà bây giờ nó sẽ là logo Athlete. Có thể thấy thì Mitsubishi Triton Athlete nó đã có một cái giao diện bề ngoài nó nổi bật hơn, thể thao cũng như là nam tính hơn so với lại phiên bản Premium trước kia. Với sự kết hợp giữa hai tông màu cam và đen giúp cho chiếc xe nó trở nên nó cuốn hút hơn. Và một số cái thông tin thêm cho những ai chưa biết thì tông màu cam là một cái tông màu thể hiện cái sự vui vẻ, truyền cái năng lượng tích cực cho những người khác. Và cái tông màu cam cũng là cái tông màu biểu tượng cho sự mạnh mẽ và bền bỉ, và tất cả những yếu tố đó đều được hội tụ trên chiếc Mitsubishi Triton Athlete đứng bên cạnh mình hôm nay. Và bên dưới cái nắp capo của chiếc Triton Athlete được trang bị khối động cơ dầu 2.4 lít sử dụng công nghệ van biến thiên MiVet. Và cái khối động cơ này sẽ sản sinh ra công suất 181 mã lực và mô men xoắn 430 Nm. Công nghệ động cơ MiVet này trước kia nó chỉ có trên những cái khối động cơ xăng, và sau này thì Mitsubishi đã phát triển nó lên cái động cơ dầu. Và đây cũng là một bước ngoặt trong việc phát triển cái lĩnh vực động cơ của Mitsubishi. Thì cái động cơ 2.4 trên chiếc Triton này có cái phần khung được làm bằng hợp kim nhôm, nó giúp giảm trọng lượng cũng như là tản nhiệt tốt hơn và tăng được cái hiệu suất làm việc của chiếc xe lên cao hơn, cũng như là làm giảm đi cái sự tiêu hao nhiên liệu của xe. Bên trong khoang nội thất của chiếc Mitsubishi Triton phiên bản Athlete này được sử dụng hai cái tông màu chính, đó là tông màu cam và màu đen. Nó tương tự như bên ngoài phần ngoại thất của xe. Thì cái tông màu cam đen như thế này á, là nó giúp cho cái khoang nội thất của xe nó trẻ trung hơn và nó thoải mái hơn khi mà chúng ta bị những cái áp lực công việc này kia, bước lên cái khoang xe như thế này nó cảm thấy rất là dễ chịu cũng như là tươi vui.
thì một số những cái chi tiết nhỏ trên xe, ví dụ như phần táp ly cửa và phần viền cũng được làm nổi bật bằng những cái đường chỉ khâu màu cam. Đây, ví dụ như trên phần cần số cũng như là cái khu vực phanh tay cũng được may bằng những cái đường chỉ khâu màu cam. Còn lại tất cả những cái tính năng tiện nghi trang bị trên cái phiên bản Triton Athlete này nó hoàn toàn giống như trên cái phiên bản Premium trước kia, cho nên mình sẽ không đi quá sâu để giới thiệu những cái chi tiết, những cái tính năng trên chiếc xe này. Một cái điểm nổi bật đặc trưng trong thiết kế của Mitsubishi mà các mẫu xe bán tải khác không có, đó chính là cái phần thiết kế G-Line. Thiết kế G-Line là một cái thiết kế mà cái cấu trúc khoang cabin phía trước và cái phần thùng xe phía sau nó tạo ra một cái điểm giống như thế này, giống như đường chữ G, và nó giúp cho những người ngồi ở hàng ghế thứ hai có một cái độ ngã lưng ghế nó tốt hơn, giúp cho những chuyến di chuyển xa nó đỡ mỏi hơn so với lại cái thiết kế cabin nó thẳng xuống như trên những cái mẫu xe bán tải khác. Xét về những cái tính năng an toàn á, thì trên chiếc Mitsubishi Triton Athlete này, cả hai cấu hình dẫn động một cầu và dẫn động hai cầu đều có những cái tính năng an toàn tiêu chuẩn. Nhưng mà riêng trên chiếc Triton Athlete, cái cấu hình dẫn động hai cầu sẽ có thêm một số cái tính năng an toàn hỗ trợ người lái, như là chọn chế độ Pro, cảnh báo điểm mù nằm ở trên gương chiếu hậu, cũng như là giảm thiểu va chạm phía trước và cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía sau. Ngoài ra có một số cái tính năng hỗ trợ người lái, ví dụ như là hỗ trợ chuyển làn hay là hệ thống chống tăng tốc đột ngột. Đây là một cái tính năng mà nó vô cùng thú vị và hữu ích. Xét về cái khả năng vận hành á, thì Mitsubishi Triton được trang bị một cái hộp số tự động 6 cấp kết hợp với lại vô lăng, trợ lực dầu và lẫy chuyển số sau vô lăng. Nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi là tại sao một chiếc xe bán tải máy dầu dung tích động cơ tới 2.4 lít mà lại xài chỉ có hộp số tự động 6 cấp thôi? Thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng Triton sinh ra là một cái chiếc xe bán tải. Ngoài cái việc chở người phục vụ cho gia đình thì nó còn có khả năng chở tải nữa. Thì với một chiếc xe bán tải á, là chúng ta không có thiên quá nhiều về cái sự êm ái, êm dịu của một chiếc xe gia đình. Vì vậy cho nên là cái hộp số 6 cấp này á, là nó sẽ giúp cho cái dải vòng tua nó được rộng ra, và ở những cái cấp số 1, số 2, số 3 nó sẽ mạnh hơn so với việc là trang bị một cái hộp số tự động mà nó quá nhiều cấp số. Như trên chiếc Mitsubishi Pajero Sport, một chiếc SUV hạng D, thì nó được trang bị cái hộp số tự động 8 cấp, thì nó sẽ giúp cho cái chiếc xe nó trở nên nó êm dịu hơn trong những cái quá trình chuyển số. Một cái điểm mạnh trên chiếc Mitsubishi Triton Athlete này là được trang bị cái hệ dẫn động 4 bánh với tên gọi là Super Slick 4WD2, kết hợp với khóa vi sai trung tâm có cái khả năng linh hoạt hơn trong cái chế độ gài cầu, bao gồm 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Thì cái chế độ 2H này là sử dụng cho cầu sau, chế độ 4H là sử dụng cho cả hai cầu. Nó cũng gần như là tương tự với những cái mẫu xe trang bị hệ dẫn động là all-wheel drive. Còn cái chế độ 4HLC nó cũng tương tự như cái chế độ 4H trên những cái mẫu xe bán tải 3 chế độ gài cầu. Và cái chế độ 4HLC này là gài hai cầu và cái khóa vi sai trung tâm nó được đóng. Còn cái chế độ 4H hồi nãy mình có nói là cũng gài hai cầu nhưng khóa vi sai trung tâm mở. Và cái chế độ cuối cùng là chế độ 4LLC với vi sai trung tâm khóa. Thì chế độ này nó cũng tương tự như chế độ 4L trên những cái mẫu xe bán tải 3 chế độ gài cầu khác. Và một cái ưu điểm nữa trên Mitsubishi Triton mà các mẫu xe bán tải khác trên thị trường Việt Nam không có, đó là cái sự kết hợp giữa cái hệ dẫn động Super Slick 4WD2 và cái khóa vi sai trung tâm với cái cơ cấu bộ đồng tốc. Nó giúp cho chiếc xe này nó trở nên linh hoạt hơn trong cái việc gài cầu. Nghĩa là khi chúng ta di chuyển, chúng ta vẫn có thể linh hoạt gài cầu ở chế độ 2H, 4H và 4HLC. Còn với cái chế độ 4LLC thì chúng ta phải dừng xe lại để gài qua cái chế độ gài cầu đó. Có thể thấy rõ ràng một điều rằng với cái hệ dẫn động Super Slick 4WD2 và kết hợp với cái khóa vi sai trung tâm có thể giúp cho chiếc Mitsubishi Triton Athlete này nó có thể thích ứng tốt hơn với những cái loại địa hình khác nhau, và cũng giúp cho cái việc di chuyển của chúng ta nó trở nên nó nhẹ nhàng và nó thoải mái hơn. Có thể thấy thì Mitsubishi Triton phiên bản Athlete nó đã có một cái giao diện mới, nó thể thao hơn, mạnh mẽ cũng như là nam tính hơn so với cái phiên bản Premium
với cái tông màu sắc nó đơn điệu trước đây, và kết hợp với cái hệ dẫn động Super Slick 4WD-2 kết hợp với cái khóa vi sai trung tâm cầu sau, giúp cho chiếc xe nó trở nên nó linh hoạt hơn và nó thích ứng tốt hơn với tất cả những cái loại địa hình khác nhau. Và hiện tại thì Mitsubishi đang phân phối Triton với hai cấu hình dẫn động một cầu và dẫn động hai cầu, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong cái nhu cầu công việc của mình. Và phiên bản một cầu đang có giá niêm yết là 760 triệu đồng, cũng như là phiên bản hai cầu đang có giá niêm yết là 885 triệu đồng. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu hay là quan tâm tới cái mẫu Mitsubishi phiên bản Triton Athlete này thì hãy liên hệ với những cái đại lý Mitsubishi gần nhất để được hỗ trợ tư vấn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.